đang tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ đi lại gia đình. Hôm nay video này dành cho các chị mình nhé. Hôm nay mình sẽ tổng hợp lại tất cả những chiếc xe 7 chỗ đang có tại Phát Ca cho các chị mình tham khảo lựa chọn nha. Và mở đầu video ngày hôm nay bằng một chiếc xe cực kỳ hot luôn, Fortuner máy dầu số sàn đời 2015. Xe này một chủ sử dụng từ đầu, đi đúng 53.000 km, cực kỳ đẹp, dàn vỏ lớp còn zinc theo xe luôn. Xe màu bạc này các anh chị nè. Chiếc này thì bên Mai đang bán với giá là 738 triệu, còn thương lượng còn bớt cho các anh chị mình nhé. Chiếc xe còn rất là mới luôn. Dòng này thì tiêu hao nhiên liệu cực kỳ khiêm tốn, chỉ khoảng tầm 6.4 lít cho đến 7.4 lít thôi. Cho các anh chị mình xem nội thất nè, còn quá mới luôn. Anh chủ này phải nói là giữ xe rất kỹ nha, từ những cái ron cao su, từ phần da ghế cho đến cái phần nội thất, những cái phần nỉ luôn các anh chị. Nhìn vào cái xe là thấy anh chủ cực kỳ kỹ tính ha. Đó, dàn vỏ lớp gai gió là còn sâu luôn, cho các anh chị mình về vẫn còn xài được luôn ha. Nếu mà nói xe máy dầu thì bên Mai hiện tại đang còn tới 3 xe lận, còn một chiếc Chevrolet Trailblazer 2 cầu số tự động đời 2018 màu bạc nữa, với giá chỉ có 779 triệu thôi. Anh chị nếu mà quan tâm xe kia thì liên hệ với Mai. Hiện tại thì đang không có xe ở bãi, lát nữa Mai sẽ chêm vào phần video cho các anh chị mình tham khảo nha. Rồi đi tiếp một chiếc xe 7 chỗ máy dầu số sàn nữa nè. Đây là Nissan Terra bảng S đời 2019 các anh chị. Xe đi cũng khoảng tầm 53.000 km ha. Dòng này thì không có thương hiệu bằng Toyota nên giá mềm hơn. Cũng ngang ngửa với chiếc Fortuner hồi nãy, khoảng hơn 700 triệu các anh chị. Đó, chính xác là 749 triệu ha. Thì xe này các anh chị mua được đời 2019 luôn nè. Trang bị option thì cũng là nội thất ghế da, sàn được bọc hai lớp, vừa simili vừa 5D, trần bọc 5D. Rồi có màn hình giải trí cho mình đầy đủ nha, camera lùi, cảm biến lùi luôn nè. Xe này thì có những cái chi tiết ni lông là còn chưa tháo luôn á các anh chị nè. Và cầm rất là cao, xe to bự ha, đô con ha. Đó, anh chị nào mà đang có nhu cầu tìm xe máy dầu thì tranh thủ ở thời điểm này có nhiều xe nhé. Bên này Tucson máy bán rồi, Xpander này là chuẩn bị giao xe cho khách nè. Đó, mấy hôm nay là bên Mai về xe 7 chỗ rất là nhiều và bán cũng cực kỳ nhanh luôn các anh chị. Dưới này là bán tải rồi, Ranger xe này cũng bán luôn rồi các anh chị nhé. Kia Sorento 2020 xe này Mai đang nhận, đã nhận cọc khách hàng rồi, đang chờ giao thôi. Mình đi xuống phía dưới này nhé. Dưới này Santa Fe, xe này vừa về chưa tới nơi là bán luôn rồi nè, bán tải. Kho hôm nay hơi chật các anh chị thông cảm ha. Mình hơi luồn lách một chút xíu. Rồi, ở phía dưới này tiếp theo là một chiếc Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn đời 2019. Xe này thì bên Mai đang bán với giá là 948 triệu các anh chị nhé. Màu trắng, biển số Sài Gòn luôn, đời 2019 phiên bản tiêu chuẩn các anh chị, máy xăng 2.4. Xe này thì mặc dù là bản tiêu chuẩn của Santa Fe thì nó cũng đã là hơn option của một số xe máy dầu rất là nhiều rồi ha. Mình vẫn có màn hình giải trí, vẫn có camera lùi. Xe này thì anh chủ có lên một cái bộ cam 360, tuy nhiên là màn hình Android thì anh có xin lại để gắn cho xe mới anh lên đời, nên là xe này chỉ còn cam thôi. Anh chị nếu mà về mình muốn xài á, mình có thể lên một cái màn hình Android, mình tích hợp với mấy cái cam đó là đều xài được hết nha. Xpander này là Mai cũng bán rồi, đang chờ giao nè các anh chị. Dưới này Toyota Rush cũng bán rồi. Mấy hôm nay mấy chiếc Xpander XL7 với Toyota Rush là về bán nhanh lắm. Nên là anh chị nào mà đang tìm những dòng đó thì mình cứ đăng ký vào kênh của Mai nè, hoặc là liên hệ với Mai để lại nhu cầu cho Mai đi, để khi nào bên Mai có xe về Mai sẽ gửi ưu tiên cho các anh chị mình có thông tin sớm nhé. Tiếp đến là một chiếc Mitsubishi Pajero Sport. Mitsubishi Pajero Sport máy xăng đời 2016 số tự động. Xe này thì bên Mai đang bán với giá là 596 triệu các anh chị. Xe màu đen ha. Đó, có lên cho mình một cái màn hình Android của OLED, tích hợp camera lùi, camera hành trình. Rồi lên một cái dàn vỏ lớp 2021 nè, mới gai gió rất là sâu, vô tư xài luôn. 2016 cũng còn hỗ trợ trả góp được cho các anh chị mình luôn. Anh chị nào mà cần hỗ trợ trả góp thì liên hệ với Mai. Mai sẽ hỗ trợ trả góp được cho mình ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bình Phước một số huyện, Tây Ninh một số huyện và Vũng Tàu trừ Xuyên Mộc nhé. Rồi đi xuống tiếp phía dưới này các anh chị. Sẵn đi xe này luôn. Ford Everest 2.0 Biturbo đời 2020, phiên bản Titanium 2 cầu. Xe này thì bên Mai đang bán với giá là 1 tỷ 298 triệu, còn bớt cho các anh chị mình nhiệt tình luôn nè. Xe này thì đang cần ra xe các anh chị, đang cần ra xe ha, giá còn bớt nhiệt tình luôn. Chiếc này thì đi được mới có 19.000 km thôi, rất là mới. Màu này là màu vàng ghi nè.
Đó, nội thất ghế da, ghế lái chỉnh điện nha. Có cửa sổ trời cho mình luôn, màn hình giải trí các anh chị. Đi đúng 19.000 km nha, chuẩn cực kỳ đẹp luôn các anh chị nè. Tất nhiên là dàn là vỏ lớp là zin theo xe và sơ cua là chưa hạ nhé. À, tiếp đến ở dưới này còn hai xe. Mình đi chiếc này trước đi, mềm mềm trước ha. Mà Mitsubishi Grandis đời 2009, xe này là bên Mai đang bán với giá là 358 triệu nè. Hôm trước thì Mai có báo giá cho các anh chị là 458. Thật ra là giá đó là bên Mai có chút xíu nhầm lẫn các anh chị. Đó, Mai bị nhầm giá nha, con này chỉ có 358 triệu thôi. Đó, rất là mềm ha. Máy xăng 2.4. Máy xăng 2.4. Ghế da rồi nè các anh chị. Rồi, tiếp đến Santa Fe máy dầu premium đời 2021. Xe này thì đi được 30.000 km lên mâm rồi. Bên Mai đang bán với giá là 1 tỷ 416 triệu nha. Phiên bản premium của mình thì có camera 360 zin theo xe, nội thất ghế da, phần cần số đã được thay đổi bằng nút bấm rồi các anh chị, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, rồi ghế lái chỉnh điện nè, nhớ ghế hai vị trí nè. Nếu mà nói về Santa Fe thì bên Mai còn nhiều xe lắm. Hiện tại là Mai đang có máy xăng tiêu chuẩn 2019, máy xăng premium 2019 nè, máy dầu 2021 là hai xe các anh chị nha. Đó. Mấy hôm nay là về xe bự không à các anh chị. Rồi, phía trên kia Mai còn một chiếc Sorento. Chiếc Sorento máy dầu 2018 bản full màu đen đi mới 46.000 km với giá là 858 triệu các anh chị. Xe này bị lốc cửa rồi. Xe nói chung là không các anh chị nếu mà quan tâm á Mai sẽ có quay video chi tiết xe này rồi. Các anh chị nếu mà quan tâm thì cứ liên hệ với Mai, Mai sẽ gửi hình ảnh video thông tin chi tiết cho mình xem nha. Xe đi 46.000 km cực kỳ đẹp các anh chị nè. Rồi, mình đi qua dãy phía bên này luôn các anh chị. Chiếc Fortuner TRD này là Mai bán rồi nha. Chiếc này là chuẩn bị ngày 4 tháng 9 này là sẽ giao đến tay khách hàng nè. Rồi bên này Everest, Ford Everest Titanium nha. Phiên bản này là Ambient, máy dầu một cầu số tự động đời 2019. Xe này thì bên Mai đang bán với giá là 956 triệu các anh chị. Chiếc này đi được hình như là 47.000 thì phải. Đúng rồi, 49.000 km các anh chị. Bản Ambient thì cũng có trang bị cho mình màn hình vị trí, camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ nha. Nhưng sẽ không có cửa sổ trời và không có ghế lái chỉnh điện như ở phiên bản Titanium. Đó, thì ở bản thấp hơn, tiêu chuẩn hơn thì nó sẽ trang bị ít option hơn. Tuy nhiên bản này cũng là bản giữa chứ không phải là bản số sàn ha. Nó còn một bản thấp hơn là bản số sàn nữa. Ở bên này thì Sento này bán rồi nè, Peugeot 3008 này nhận cọc rồi nè. Rồi Xpander này là đang chờ giao cho khách rồi các anh chị. Mình qua phía bên kia Mai còn chiếc Santa Fe nữa. Phía bên này Mai có một chiếc Santa Fe. Chiếc này là máy xăng bản Premium 2019, bên Mai đang bán với giá là 1 tỷ 036 triệu nhé. Xe biển số Sài Gòn nè, 51G95303. Biển số cũng tương đối ha. Đây, 2019 Premium máy xăng. Thật ra thì Mai lại thích đi những dòng máy xăng hơn các anh chị. Xe đi nó êm hơn á. Với lại chi phí bảo dưỡng, tính ra là nếu các anh chị lấy máy dầu mà chi phí bảo dưỡng lên cấp 3, cấp 4 thì tiền đó mình để đổ xăng đi cũng sướng rồi. Xe trang bị Cruise Control, lại chuyển số vô lăng, các anh chị, phanh tay điện tử, hỗ trợ đổ đèo, Auto Hold, Drive Mode 4 chế độ nha. Xe này phải nói là trang bị option cực kỳ nhiều. Rồi, mình đi lên phía trước các anh chị, còn nhiều xe lắm nha. Trên này các anh chị nhé, dọc trên này đa phần là những chiếc xe 5 chỗ như City nè, Accent nè, Mazda 3, Mazda 6 các anh chị nè. Rồi, tiếp đến là một chiếc Honda CR-V bản L đời 2018, đi mới có 22.000 km thôi. Xe này thì bên Mai đang bán với giá là 926 triệu nhé. CR-V đời 2018 mà đi 20.000 như thế này rất đẹp các anh chị ha. Đó, bản L là bản cao cấp nhất các anh chị nha. Xe này thì nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc. Màn hình giải trí nè, phanh tay điện tử nè, Auto Hold nè, chế độ Econ tiết kiệm nhiên liệu, cửa sổ trời toàn cảnh nha, Cruise Control, lại chỉ số trên vô lăng, ghế lái chỉnh điện. Nói chung là bản L cao cấp nhất thì nó đã trang bị rất nhiều option luôn rồi, và xe 20.000 km thì cực kỳ mới. Còn nếu các anh chị thích một
một chiếc CRV, nhưng ở cái bảng thấp hơn thì Mai cũng có bảng E-29 nữa. Lát nữa qua xe đó nha, mình đi xe này trước nè. Kia Sedona máy xăng đời 2019, xe này là bảng Platinum, bảng cao cấp. Bên Mai đang bán với giá là 1.046.000.000. Xe này thì đi mới có 20.000 km thôi, còn mới cống các anh chị. Phiên bản Platinum này là bản cao nhất rồi các anh chị, bản full ha. Đây, chờ Mai chút xíu. Trang bị option rất là nhiều. Cửa sổ trời 2 vùng độc lập, dàn lạnh là 3 vùng độc lập các anh chị. Ghế lái chỉnh điện nè. Rồi. Cửa lùa điện hai bên nha, cốp điện. Đây CRV bạn nghe đời 2019 với giá chỉ có 858.000.000, cũng nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc luôn. Xe mình biển số ở Sài Gòn luôn ha. Anh chị nào ở Sài Gòn lấy xe này thì mình sẽ không tốn thêm 20 triệu tiền biển khi mà làm sang tên cái gì nhé. Cũng xe nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc luôn. Nội thất này các anh chị, xe này đi được 47.000 km ha. Máy xăng 1.5 turbo tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng tầm 5.7 cho đến 6.9, rất là tiết kiệm. Honda CRV thì nổi tiếng bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu rồi. Lại là xe nhập nữa các anh chị ha. Rồi mình xuống phía dưới này luôn. Ford Everest Titanium một cầu số tự động đời 2020. Xe này bên Mai đang bán với giá 1.116.000.000. Xe đi được 30.000 km các anh chị nha, biển số Sài Gòn luôn. 74226 nè, xe màu đỏ. Hôm trước là bên Mai vừa mới về thêm một chiếc nữa, đi 37.000 là bán rồi. Còn chiếc này thôi. Anh chị nào mà quan tâm xe này thì liên hệ với Mai ha. Bên Mai thì có hỗ trợ bao rút hồ sơ, hỗ trợ giao xe về tận nhà, hỗ trợ trao đổi và thu mua xe qua sử dụng luôn. Anh chị nào mà quan tâm chi tiết thủ tục, ví dụ như là định giá xe miễn phí nè, đổi bù trừ bao nhiêu nè, thì cứ inbox cho Mai. Rồi, tiếp đến là một chiếc Santa Fe máy dầu premium đời 2021. Xe này đi 14.000 km, bên Mai đang bán với giá là 1.426.000.000 nhé. Hiện tại thì Mai vẫn còn nhận hồ sơ trả góp ngân hàng cho các anh chị ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bình Phước một số huyện, Tây Ninh một số huyện và Vũng Tàu Trừ Xuyên Mộc. Nên là các anh chị mình mà cần tư vấn trả góp, trả trước bao nhiêu, góp hàng tháng bao nhiêu thì cứ liên hệ với Mai. Hỗ trợ trả góp thì xe từ những đời 2016-2017 trở lên và với giá xe nó nằm từ 350-400 trở lên các anh chị nha. Đây, chiếc này là giống chiếc đỏ nãy phía dưới kia các anh chị, nhưng xe này màu trắng. Màu trắng thì cũng khá là thông dụng để sử dụng các anh chị, nói chung là dễ xài hơn và cũng sạch sẽ hơn so với màu đen ha. Vừa rồi Mai đã tổng hợp qua tất cả những chiếc xe 7 chỗ đang có tại Phát Ca cho các anh chị mình tham khảo rồi. Nếu mà thích một chiếc xe nào đó trong video ngày hôm nay thì có thể liên hệ ngay với Mai. Mai sẽ gửi hình ảnh thông tin chi tiết của chiếc xe đó cho các anh chị mình tham khảo nha. Nếu mà các chị muốn lên xem xe và trải nghiệm xe trực tiếp thì địa chỉ bên Mai là 642 quốc lộ 13 hiệp Bình Phước Thủ Đức nha. Đến ngay chỗ gần ngã tư Bình Phước quốc lộ 13 giao quốc lộ 1 á, điện cho Mai sẽ ra dẫn đường hoặc là chỉ đường cho các chị mình đi cho nó chính xác nha. Rồi cảm ơn các chị đã theo dõi video, nếu thấy thích nhớ cho Mai xin một tim comment chia sẻ ý kiến của các chị bên dưới hoặc là theo dõi kênh của Phát Ca đi, để khi bên Mai về xe đăng lên thì các chị mình là người đầu tiên xem được nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các chị những video tiếp theo.